Kế hoạch 6 tháng lên trình tiếng Anh cùng mình tự học ra kết quả. Level up your English. Xin chào các bạn, mình là Khánh Vy và các bạn đang theo dõi The Vocab. 3 câu nói tiếng Anh khá truyền động lực và cùng làm bài kiểm tra tiếng Anh online hoàn toàn miễn phí ở trên mạng. Câu hỏi tiếp theo đó là học ở đâu? Grammar, ngữ pháp. Tiếp theo để cái phần học này trở nên vui hơn và đây cũng là cái trò chơi mà mình hay chơi, luyện nghe, listening skill. Ở cái điểm chữ T đấy lại dịu dàng dễ chịu. Luyện nói, speaking. I'm thinking when I will get married. Những điều khiến mình không nói được tiếng Anh là bởi vì mình không nói được tiếng Việt. Tập video kép này là một tập khá là chi tiết và cụ thể về việc học tiếng Anh, phương pháp học ta có thể áp dụng được cho mọi đối tượng, mọi trình độ đang học tiếng Anh. Dù là đã học, đang học hay là chưa bắt đầu học thì chúng ta đều hoàn toàn có thể áp dụng một phần nào đó để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người những cách học và toàn bộ những cái link, những cái nguồn học và tài liệu học thì mình sẽ để ở dưới hộp miêu tả. Và lưu ý đây là những nguồn mà mình tham khảo này, mình đang theo học này, mình tham khảo trên mạng, mình tham vấn từ những người bạn xung quanh, từ thầy cô của mình. Và những cái nguồn này thì hoàn toàn miễn phí để đảm bảo rằng là dù bạn là ai, đang ở đâu, làm gì thì bạn đều có thể học tiếng Anh và phát triển cái vốn tiếng Anh của mình để có một bậc tiến vươn xa hơn trong công việc và trong học tập. Cho nên cái quyết định của bạn lựa chọn xem video clip này trên hành trình phát triển bản thân và nâng cao tiếng Anh của mình là một điều mình vô cùng trân quý. Nên hy vọng rằng là những giây phút tiếp theo thì chúng ta sẽ nhận được vô vàn những kiến thức hữu ích, thông dụng để mình có thể nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Alright, let's get started. Trước khi chúng ta bắt đầu với những cái việc mà mình có thể làm luôn thì mình có 3 câu nói tiếng Anh khá truyền động lực và cảm hứng cho mình trong việc học tiếng Anh. Cái cụm từ đầu tiên là cụm từ mình rất là hay sử dụng trong cái quá trình mình ôn thi đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Mình hay dùng cái từ tâm huyết trong tiếng Việt và trong tiếng Anh có một cách diễn đạt đó là put your heart, mind and soul into it. Put your heart, mind and soul into it. Mình dành trọn tâm huyết vào một việc gì đó. Cái thứ hai đó là mình quyết tâm làm một cái gì đấy. You can speak English well if you set your mind to it. Set your mind to it. Và cái thứ ba, language learning is a marathon, not a sprint. Cái việc học ngoại ngữ là một cuộc chạy đua đường dài, marathon, chứ không phải là cuộc chạy đua nước rút. Mình bắt đầu học ngoại ngữ, học tiếng Anh theo chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo từ cấp 1 và tới bây giờ thì mình vẫn tiếp tục học. Và việc học không bao giờ dừng lại và luôn kéo dài nối tiếp, bởi vì ngoại ngữ sẽ luôn tiến triển, sẽ luôn phát triển. Nếu như mình dừng lại không học nữa thì mình sẽ cảm giác như mình bị tụt lùi rất là xa và khó có thể phát triển được. Và một khi đã theo học cái gì thì mình không được từ bỏ và mình kiên quyết là theo tới cùng. Nên là dù bây giờ chúng ta cảm giác như mình chưa tốt tiếng Anh, mình chưa giỏi tiếng Anh, nhưng mình muốn theo đuổi và mình muốn sử dụng tiếng Anh trong cái công việc sau này của mình, đấy chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bây giờ chúng ta chưa giỏi tiếng Anh thì không có nghĩa là chúng ta không thể nào không thành thạo tiếng Anh trong tương lai được, chỉ là vấn đề thời gian thôi nếu như chúng ta quyết tâm. Ok, cố lên. Việc đầu tiên, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta sẽ cùng làm bài kiểm tra tiếng Anh online hoàn toàn miễn phí ở trên mạng để xem là trình độ tiếng Anh bây giờ của mình. Và cái này thì không chỉ áp dụng cho những bạn chưa học tiếng Anh mà những bạn đang học tiếng Anh rồi cũng muốn kiểm tra là mình đang ở đâu thì vẫn có thể tham gia những cái bài test này. Rất đơn giản, những cái bài kiểm tra này rơi vào tầm khoảng 15-30 phút thôi và chúng ta có thể làm ở trên mạng. Thì mình highly recommend mọi người 3 nguồn này mọi người có thể tham khảo để thực hiện bài test online. Đầu tiên là của Cambridge English, cái này thì thiên về trắc nghiệm ngữ pháp này. Cái tiếp tục là Oxford English, cái này thì có 4 kỹ năng luôn. Chúng ta có thể làm bài kiểm tra về kỹ năng nghe, kỹ năng đọc, ngữ pháp và từ vựng. Cái thứ ba đó là English Online của British Council, của Hội đồng Anh. Thì cái này sẽ có 30 câu. Và sau khi mà chúng ta thực hiện những cái bài test này thì chúng ta sẽ có kết quả dựa trên khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung của châu Âu là CEFR, là chúng ta sẽ biết là mình đang ở A1 hay A2, B1, B2, C1, C2. Và khi mà các bạn ở trình độ C1, C2 thì quá là xuất sắc rồi. Đây là trình độ mà chúng ta hoàn toàn có thể tự học tiếng Anh và chúng ta biết mình muốn gì, mình cần gì. Còn nếu với những trình độ như A1, A2, B1, B2 thì chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Tuy nhiên với những bài test này thì mình vẫn khuyên là chúng ta vẫn nên kiểm tra nhiều nguồn khác nhau để chúng ta lấy cái trung bình cộng, chúng ta biết là mình thực sự đang ở vị trí nào. Khi mà chúng ta đang ở trình độ như A1, A2, B1, B2 thì chúng ta nên làm gì tiếp theo? Biết được trình độ của mình ở đâu rồi, chúng ta sẽ học theo hai từ khóa đó là vocabulary and grammar, từ vựng và ngữ pháp. Câu hỏi tiếp theo đó là học ở đâu? Đầu tiên là học từ vựng thông qua British Council, mình đã để link ở đây rồi, thì mọi người có thể học A1, A2 thành một cụm này, hoặc là B1, B2 này. Ngoài ra thì các bạn có thể học theo Test English Vocabulary, nó có tất cả những cái level để chúng ta có thể tham khảo. Thì học ở British Council và Test English này thì đều có một cái đặc điểm, đó là chúng ta sẽ được hình dung hóa, có những cái bức hình minh họa của những từ đó, và cái điểm mình ưng nhất đó là có bài tập để chúng ta thực hành luôn. Để mà nói thì những cái từ
vựng ở đây thì mình nghĩ là chưa có đủ hết tất cả mọi thứ, nhưng mà với cái vốn từ vựng này là chúng ta học mà chắc chắn nhất là chúng ta đã có thể có một vốn để sử dụng giao tiếp rồi. Còn nếu như bạn nào mà muốn phát triển và học được nhiều từ vựng hơn ở những cái mức độ này thì chúng ta có thể lên YouTube và tham khảo những cái video clip của cô giáo này, English Class 101. Thì đây là một cái nguồn mình thấy mà cô giảng rất là kỹ, rất là chi tiết, chỉn chu. Tuy nhiên, cái phương pháp học từ vựng như thế nào cho hiệu quả? Liệu cái việc mà chúng ta chỉ ngồi nghe, chúng ta ngồi làm bài tập và nghe liên tục 300 từ và đọc liên tục 100 từ nó có hiệu quả hay không? Thì bí kíp như sau. Cái đầu tiên đó là số lượng hơn chất lượng. Khoan đã tính là mình sẽ học được bao nhiêu từ vựng đã, mình sẽ xem là chất lượng của từng từ mình học như thế nào. Việc thứ hai, khi mà chúng ta học được một từ vựng rồi đúng không? Chúng ta sẽ tìm hiểu được cái nghĩa của từ vựng đó bằng nghĩa tiếng Anh, nghĩa tiếng Việt. Chúng ta tham khảo nghĩa tiếng Việt ở trên những cái từ điển như kiểu từ điển giấy hay từ điển trên mạng rất nhiều, hoặc từ điển tiếng Anh thì chúng ta tham khảo, thì đây là những cuốn từ điển online mà chúng ta có thể tham khảo, có cung cấp đầy đủ các nghĩa, các câu ví dụ, cách phát âm. Bước đầu tiên đó là biết từ nghĩa rồi đúng không? Bước thứ hai đó chính là hình dung, visualize. Bởi vì mình thấy là học từ vựng thì phải hình dung xem. Nó đơn giản như là bây giờ là đây là cái bút đúng không? Cái pen thì chúng ta cũng phải học cái từ P-E-N. Cái bút thì chúng ta cũng biết rằng đây chính là cái bút. Thì cái hình dung này rất đơn giản thôi. Những cái nào mà chúng ta cầm nắm được, những cái đồ vật trong hàng ngày ấy, thì chúng ta thấy hình ảnh rồi, chúng ta biết rồi. Chúng ta nhìn xung quanh bản thân mình xem cái này tiếng Anh là gì. Còn với những cái từ mà trừu tượng hơn, ví dụ như từ thành công, success chẳng hạn, thứ nhất là mọi người có thể lên trên Google nhá, mọi người tìm cái từ vựng đó và search ở trên mục là image, là hình ảnh. Hoặc là mọi người có thể tìm kiếm theo kiểu là success cộng với animation, enter. Thì minh họa rất là dễ thương, đáng yêu, rất là dễ nhớ. Nên mình cứ cố gắng hình dung thật nhiều và cố gắng tạo ra được những cái bức tranh liên quan tới từ vựng đó. Tiếp theo, học từ vựng thì phải có ngữ cảnh. Ngữ cảnh là làm như thế nào để chúng ta có thể sử dụng này một cách chính xác? Thì chúng ta có thể tham khảo những cái câu ví dụ ở trên những cái từ điển Anh mà mình cung cấp ở đây. Và những câu ví dụ này, nếu câu nào không hiểu thì các bạn có thể lên tìm kiếm Google Translate để ra nghĩa. Còn nếu như mà các bạn hiểu rồi thì các bạn nhớ lưu vào sổ nhé. Có một cách nữa để mình có thể đa dạng hóa cái cách sử dụng cái từ đó trong nhiều ngữ cảnh, đó là chúng ta lên Google thì mình tìm là success in a sentence. Thì chúng ta sẽ học những cái câu, những cái ví dụ như vậy để chúng ta biết là với những cái từ vựng như thế này thì cách sử dụng cái từ đó trong câu sẽ ra sao. Bước tiếp theo đó là mình có thể gộp thành nhóm, học từ vựng theo thành nhóm. Thì cái này sẽ là lúc mà chúng ta học được một từ mà chúng ta hiểu được 10 từ ấy. Thì mình thấy cái này sẽ rất là dễ học hơn với synonyms and antonyms, đó là từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa. Đây là hai video clip mình thấy chúng ta có thể tham khảo về việc học từ vựng đồng nghĩa và từ vựng trái nghĩa của cô giáo English with Lucy. Gorgeous. Stunning. Exquisite. Magnificent. Xong vocabulary rồi, chúng ta sẽ đến với grammar, ngữ pháp. Học ngữ pháp chúng ta sẽ học ở đâu? Thì mình cũng recommend mọi người có thể lên British Council. Đó là thì mình thấy rằng là sẽ có một cái câu là với cái cấu trúc ngữ pháp này chúng ta sẽ sử dụng mục đích như thế nào bằng tiếng Anh và kèm ba câu ví dụ ở đó. Tuy nhiên, với những bạn nào ở trình độ mới bắt đầu thì đọc xong có vẻ cảm thấy không hiểu lắm, thì chúng ta có thể học ở đâu được với những cái giải thích bằng tiếng Việt? Thì mình mới phát hiện ra tại cái chứng chỉ tiếng Anh tin học VSTEP của Việt Nam mình ấy, có những cái bảng họ tổng hợp lại là những cấu trúc ngữ pháp cần lưu ý. Thì mình thấy là khi mình học cấp 2, mình bắt đầu học nhiều cấu trúc ngữ pháp thì học theo cấu trúc và công thức nó sẽ luôn luôn là dễ nhớ hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta chỉ học ý nghĩa rồi chúng ta chỉ học câu ví dụ thôi. Và cái việc tiếp theo đó là chúng ta đã có cái bảng tiếng Việt rồi, chúng ta sẽ so với cái phần tiếng Anh trong British Council từ công thức VSTEP đã cho tới cái cách giải nghĩa, cái ý nghĩa của cái công thức đấy ở trên British Council Hội đồng Anh, tới những câu ví dụ của British Council Hội đồng Anh. Và không hiểu bước nào thì chúng ta lại cứ Google Translate. Học ngữ pháp hiệu quả nhất khi mà chúng ta làm bài tập thật nhiều, thì đây là điều mà mình đã đúc rút ra khi mà mình ngày xưa mình học ngữ pháp, mình học chắc ngữ pháp là bởi vì mình làm bài tập rất là nhiều luôn. Thì làm bài tập ở đâu? Làm bài tập ở đây, Exam English. Đây là một cái nơi mà có rất nhiều bài tập với các ngữ pháp ở từng level khác nhau. Chúng ta làm từng câu trắc nghiệm, và khi mà chọn câu đấy rồi thì chúng ta sẽ xem đáp án và chúng ta sẽ có một cái phần này, đó là giải thích là tại sao lại lựa chọn cái câu hỏi này. Và với bất kể một câu nào mà các bạn làm sai ở trên Exam English thì mọi người hãy nhớ là lưu về sổ, mọi người viết lại, một bút chì cùn còn hơn một trí nhớ tốt đúng không? Và đương nhiên những cái cấu trúc ngữ pháp nó rất là dài, nó rất là nhiều, và cái này đòi hỏi cái sự tỉ mẩn và kiên trì của chúng ta một chút. Không thể nào học 2 ngày mà học hết tất cả các ngữ pháp được. Thậm chí là có một tuần nên chúng ta có thể ngồi ngâm cứu một cái ngữ pháp, làm một bài tập về cái ngữ pháp, một cấu trúc đấy thôi, thì nó cũng hiệu quả hơn rất nhiều so với việc là chúng ta học dồn, học nén rất nhiều cái cấu trúc trong một ngày hay trong một tuần chẳng hạn. Nên là cứ chậm mà chắc, dục tốc bất đạt.
Tiếp theo, để cái phần học này trở nên vui hơn, và đây cũng là cái trò chơi mà mình hay chơi, mình sẽ nhìn một cái từ đấy và mình sẽ lựa chọn những cái từ mà đồng nghĩa với từ đó trong thời gian nhanh nhất, kiểu sớm nhất, để xem là cái mức độ nhạy bén khi mà tiếp xúc từ vựng và ngôn ngữ của mình như thế nào. Mình rất là ưng cái game này nên là mọi người có thể sử dụng game này để có thể giải lao này, học thêm từ vựng này và cảm thấy là vui hơn. Nó sẽ rất là phù hợp với những bạn nào mà thích làm cái gì nhanh nhanh và tốc độ như mình ấy. Việc thứ hai, luyện nghe. Listening skill, practice listening. Cái đầu tiên đó là xác định xem là cái accent, cái giọng, cái ngữ điệu nào là cái giọng mà mình cảm thấy thích nhất. Do you like American accent? Who's the last person I said mean to? Do you prefer British accent? It's Leviosa, not Leviosa. Or Australian accent is your favorite one? Well, it is hot. Yeah. We just call it Christmas. Và mình nói tiếng Anh thì mình cũng chưa thể xóa nhòa hoàn toàn được cái chất liệu của ngữ điệu tiếng Việt trong con người và trong tiếng nói của mình. Nhưng mà cái tiếng Anh của mình nó vẫn thiên về nhiều hơn American accent, là ngữ điệu Anh Mỹ. Thành ra là mình sẽ lựa chọn lắng nghe những cái nguồn, những cái tài liệu, những cái video clip mà liên quan về Anh Mỹ để mình cảm thấy nó dễ dàng tiếp thu hơn. Tuy nhiên, cái việc mà chúng ta lựa chọn ngữ điệu mình thích và mình nghe là một việc rồi, nhưng mà cái việc để bản thân mình tiếp xúc với nhiều ngữ điệu khác nhau cũng là một điều vô cùng quan trọng. Bởi vì sau này chúng ta đi làm thì chúng ta sẽ không chỉ gặp những người Anh Mỹ, Anh Úc, mà chúng ta còn gặp Anh Singapore, Anh Ấn, Anh Việt Nam, Anh Nhật Bản, Anh Trung Quốc. Và cách nói tiếng Anh của từng quốc gia thì sẽ có một cái sự đặc biệt khác nhau riêng, để sau này khi mình đi làm ở trong bất cứ một môi trường nào, chúng ta vẫn có thể dễ dàng nghe và hiểu được. Và đấy là cái mục tiêu cao nhất của việc học ngoại ngữ, và chúng ta sẽ không có cái sự phân biệt nào ở đây hết. Khi mà chúng ta xác định ngữ điệu mình thích rồi thì chúng ta có thể lên trên YouTube và tìm kiếm là Speak English like a British, nói tiếng Anh như một người Anh bản xứ, hay là Speak English like an American, nói tiếng Anh như người Mỹ, Speak English like an Australian, nói tiếng Anh như người Úc. Và mỗi một cái tiếng Anh ngữ điệu như vậy thì sẽ ra rất nhiều cái video clip để chúng ta có thể tham khảo, chúng ta biết được những cái mẹo để chúng ta nói được cái ngữ điệu giống như họ như vậy. Với American accent thì mình thấy đây là hai cái video clip để chúng ta có thể tham khảo cách nói như thế nào để trông giống kiểu người Mỹ hơn. Đương nhiên là nói như thế này không phải là để nói rằng là ôi tôi muốn giọng tôi phải y chang như họ hay là phải hay như người bản xứ. Thực ra thì làm cái việc đấy thì mình cảm thấy khá là khó và mình vẫn chưa làm được. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể học một số kíp và một số cách nói mà họ thường xuyên nói một cách tự nhiên khiến cho nó bon mồm hơn ấy. Ví dụ như là American accent thì mình thấy là có một số từ mà có chữ T ở đằng sau ấy thì sẽ có xu hướng là mọi người sẽ dừng ở cái điểm chữ T đấy lại và chúng ta sẽ không phát âm cái chữ T đó. Trong một số trường hợp, tức là mình sẽ dừng cái chữ T đó ngay khi mà chuẩn bị nói cái chữ T ở ngay trên cái đầu lưỡi. Ví dụ, thay vì nói là I thought he wouldn't appreciate the plant. Nghe nó rất là khó, I thought he wouldn't appreciate the plant. Thì người bản xứ American accent sẽ nói là I thought he wouldn't appreciate the plant. I thought he wouldn't appreciate the plant. I thought he wouldn't appreciate the plant. Nó thuận miệng hơn rất là nhiều so với I thought he wouldn't appreciate the plant. I thought he wouldn't appreciate the plant. Đó là cái nối âm S với nguyên âm, ví dụ như How's it going? How's it going? Chứ không phải là how's it going? How's it going? How's it going? Cái việc nối như thế cũng khiến cho cái việc nói nó dễ dàng hơn, đúng không? Cái chữ R ở một số từ cũng được nhấn mạnh hơn, ví dụ như là better, father, mother, Nhưng mà cái này cũng là một cái bài học rất là sát sao đối với mình, bởi vì mình là một người mà lợi dụng cái chữ R, cái âm R này nhiều quá. Và trong rất là nhiều những cái video clip ngày xưa của mình ấy, cái âm R này nó bị cuốn lưỡi, nó bị uốn lưỡi và khiến cho cái việc phát âm tiếng Anh của mình trông rất là gượng gạo, rất là khó chịu. Cho nên cái bài học đúc rút ra từ kinh nghiệm của mình và hy vọng rằng là mọi người không đi trên vết xe đổ của mình, đó là nói cái gì cũng trong một cái tiết chế vừa phải, chứ không bị uốn lưỡi quá như mình. R, better, better, father, mother. Một cái điều tiếp theo mình thấy trong Anh Mỹ American accent đó là cái âm T nó sẽ biến thành âm D trong một số trường hợp. Ví dụ little, thay vì nói little, little rất là nhỏ bé thì là little, little. I like the little things about you. Nó dễ nói hơn là cái từ little, đúng không? Có một cái nữa mình rất là hay nhầm lẫn, đó chính là the. Cái từ này này, cái từ này khi mà đứng trước nguyên âm thì chúng ta sẽ nói là the, mà khi đứng trước phụ âm thì chúng ta sẽ nói là the. Ví dụ như chúng ta sẽ nói là công viên, the park, the park, thay vì nó là the part. The animal, the animal. The employees, the employees. Chúng ta hãy xem là mỗi một chúng ta chất giọng của mình hay là cách mình nói tiếng Anh có vấn đề gì và chúng ta sửa nó. Và với những bạn nào mà có nhu cầu luyện nghe tiếng Anh giống mình với những cái giọng nghe mà nhẹ nhàng, dịu dàng, dễ chịu, tiếng Anh Mỹ, thì mọi người có thể tham khảo những cái nguồn như sau. Trời ơi, rất là hay, rất là tuyệt vời luôn.
Một cái phương pháp nữa để luyện nghe tiếng Anh thật tốt đó chính là nghe chép chính tả. Cái này thì sẽ rất là không phù hợp với một số bạn bởi vì các bạn sẽ cảm thấy thật sự là rất là mất thời gian và thiếu kiên nhẫn và không hiệu quả. Nhưng mà với những bạn nào mà mới bắt đầu học tiếng Anh thì việc này rất là tốt. Và mình nghĩ là với bản thân mình nhá, khi mà lâu rồi không nghe tiếng Anh thì luyện tập việc chép chính tả và nghe những cái câu nó khó hơn cũng là một cách để mình nâng cao cái khả năng nghe của mình. Thì đây là cái trang web hoàn toàn miễn phí để mọi người có thể tham khảo, Daily Dictation. Một cái nguồn nghe nữa mình cảm thấy giúp chúng ta đa dạng hóa được cái kỹ năng nghe của mình đó chính là cái kênh YouTube này, English Speeches. Những cái bài phát biểu tiếng Anh, những cái đoạn hội thoại tiếng Anh với những người nổi tiếng. Cái điểm hay của những video clip này đó chính là cái phụ đề. Cái phụ đề họ làm rất là to và rõ ràng và làm từng cái câu ngắn thôi để chúng ta dễ bắt kịp. Và để cái việc nghe hiệu quả hơn thì chúng ta sẽ áp dụng là mỗi một ngày chúng ta đặt KPI là chúng ta đều phải nghe một cái gì đó bằng tiếng Anh, luôn luôn nghe một cái gì đó bằng tiếng Anh. Và nếu như chúng ta muốn vừa nghe vừa làm bài tập thì đây là hai trang web mà chúng ta có thể tham khảo. Và trong quá trình nghe thì chúng ta nên tận dụng cái tốc độ của trên YouTube, đó là tốc độ là mình có thể nghe chậm hơn, mình có thể nghe nhanh hơn và tận dụng xem cái phụ đề nữa. Và mỗi một bài nghe trên YouTube chúng ta thử cố gắng nghe thành hai lần. Lần đầu tiên đó là nghe mà không có phụ đề, không tập trung chú ý vào phụ đề. Lần thứ hai là nghe mà có phụ đề, vừa nghe vừa học vừa đọc và cố gắng quan sát, cố gắng chú ý là cách họ sử dụng tiếng Anh như thế nào trong từng câu nhất định. Việc thứ ba, luyện nói, speaking. Luyện nói như thế nào? Ở đằng trên thì đã có những cái bài test để biết là chúng ta ở cái trình độ nào trong tiếng Anh, tuy nhiên chưa có kỹ năng nói. Thì đây, mình xin giới thiệu với mọi người, đây là một cái trang mà mọi người có thể kiểm tra. Tuy nhiên là cái việc kiểm tra xem là mình đang ở trình độ nào trong kỹ năng nói là hoàn toàn miễn phí. Mọi người có thể dành thời gian để nói với AI và xem là họ chấm mình ở mức nào nha. Bước tiếp 2, khi mà chúng ta đã biết cái trình độ của mình nó nằm ở đâu rồi thì chúng ta sẽ lần lượt học theo các trình độ đó với tiếp tục là vocabulary, từ vựng, grammar, ngữ pháp và những câu nói. Vậy, làm như thế nào để chúng ta có thể có một người để luyện nói? Câu trả lời tiếp theo đó là Sklicklish. I'm thinking when I will get married. When do you think I will get married? I think you will get married when you meet the right person. It's important to find someone who makes you happy. Yeah, I think it's important to wait for the right person. How about you? How about your relationship status? I'm an AI language teacher, so I don't have a relationship status. Let's focus on practicing English. What else would you like to talk about? Đấy là cách mà chúng ta có thể có một người để nói chuyện, đó chính là AI. Và trong cái quá trình mình nói chuyện thì có cái gì mà mình nói chưa đúng, chưa phải, mình phát âm chưa chính xác thì mình có thể trực tiếp hỏi lại AI và AI có thể là người sửa cho mình nữa. Thì mình thấy cái việc mà có một cái AI để mình nói chuyện như thế này nó cực kỳ tiện lợi và thực sự là một cái bước cải tiến trong việc học ngoại ngữ của những thế hệ như chúng ta, đúng không? Nên là nhớ Sklicklish, Sklicklish. Alright. Có một cách nữa đó là chúng ta có thể luyện tập nói với YouTube channel này như sau. Oh hey, have you been? It's been a while. Hi Anna. Yeah, it has. I haven't seen you in ages. So, what's new with you? Oh, I have so much to tell you. Are you in any kind of a hurry or how about grabbing coffee and catching up? Sure, sounds great. I don't have to be anywhere. Awesome, let's go then. Who'd have thought we'd cross paths like this? I know, right? Và bên cạnh đấy, nếu như những bạn nào mà đang mới bắt đầu trong cái quá trình luyện tập nói tiếng Anh thì mình có một cái link này của American English. Đây là một cái trang mà mình thấy là những cái cuộc hội thoại mà diễn ra mỗi ngày bằng tiếng Anh. Và họ đưa ra rất là nhiều những cái dialogue, những cái cuộc hội thoại với nhiều chủ đề khác nhau. Hi Helen, how's it going? Fine, thanks. And you? Just fine. Where are you off to? Oh, to the library. I've got a history exam next week and I need to start studying. Ah. Oh no. Well, I'll see you later then. Good luck. Thanks. See you later. Thì ở đây có một cái phần mình cảm thấy rất là ưng, đó chính là language notes, là những cái lưu ý về những cái câu, có thể là về khía cạnh về văn hóa hay là khía cạnh về những cái câu từ. Hi, nó sẽ được kéo dài ra để thể hiện sự hứng thú khi mà chúng ta gặp ai đó. Không chỉ đơn giản là hi. Hi. Hứng thú hơn hẳn đúng không? Hi. Where are you off to? Where are you off to? Là một cách nói của where are you going? Bạn đang đi đâu đây? Đang đi đâu đây? What a coincidence là trùng hợp nhỉ? Ôi, trùng hợp thật đấy. Một cái cuộc hội thoại thì chúng ta sẽ nhớ là nốt vào những cái câu, những cái phrases, những cái cụm từ mà người ta sẽ sử dụng như thế nào. Và chúng ta nốt vào đây, ví dụ như là What a small world.
Và mình thấy rằng là khi một trong những cách để khiến cho mình luôn có cái sự nhạy bén trong việc học ngoại ngữ đó là bất kể cái gì chúng ta đọc, chúng ta sẽ luôn luôn có cái sự tò mò, curiosity. Chúng ta sẽ tò mò là tại sao cái đoạn này họ lại nói như thế này, hay tại sao cái đoạn này lại dùng cấu trúc như thế này. Khi chúng ta có sự tò mò thì chúng ta sẽ đi tìm kiếm những cái câu trả lời, những cái đáp án. Và lúc đó thì khả năng research của mình tăng lên và chúng ta cũng có cái sự nhạy bén hơn trong ngôn ngữ. Và một cái trang web nữa mà mình thấy có rất nhiều những cái phrases, những cái cụm từ, những cái câu mà chúng ta có thể áp dụng luôn trong giao tiếp, đó chính là trang web này, Basic English Speaking. Đây là một trang web mà mình đã giới thiệu trong rất nhiều các video clip rồi, mọi người có thể tham khảo. Thì ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều cái expressions, những cái câu nói trong từng cái chủ đề và ngữ cảnh hoàn toàn khác nhau, thì chúng ta có thể lựa chọn và học qua đó cũng được. Tiếp theo, luyện dịch. Đây là phần mà có thể sẽ áp dụng cho những bạn nào đã có trình độ cao hơn và muốn nâng cao tiếng Anh của mình. Một trong những cái điều đã thay đổi góc nhìn của mình về việc học ngoại ngữ là lần gặp gỡ vừa rồi đối với giáo sư Phan Văn Trường. Như thầy đã chia sẻ, một trong những điều khiến mình không nói được tiếng Anh là bởi vì mình không nói được tiếng Việt. Và mình thấy cái điều này hoàn toàn chính xác. Có rất là nhiều lúc mà mình đã đọc những cái câu tiếng Anh và mình không thể nào dịch ra được cái câu tiếng Việt cho nó hay. Hay có những cái câu tiếng Việt rất đơn giản nhưng mà không biết làm như thế nào để ghép những cái cấu trúc từ vựng tiếng Anh làm cho thành một câu chuẩn chỉnh, chỉnh chu. Làm như thế nào để chúng ta vừa nâng cao được tiếng Việt cũng vừa nâng cao được tiếng Anh cùng một lúc, một mũi tên trúng hai đích. Thì đầu tiên đó là chúng ta hãy đọc báo thật là nhiều. Bên cạnh cái việc mà chúng ta đọc những tờ báo của tiếng Việt mình và đọc những tờ báo của người nước ngoài biên soạn, thì hãy thử đọc những tờ báo của tiếng Việt mình nhưng có phiên bản tiếng Anh. Đây là những trang báo của Việt Nam mình mà có phiên bản bằng tiếng Anh. Lý do tại sao chúng ta thử làm như thế này? Bởi vì đây là những cái kiến thức, đây là những thông tin mà chúng ta được cập nhật mỗi ngày tại chính đất nước của chúng ta. Nên cái việc mà khi chúng ta đã đọc bằng cái phiên bản tiếng Việt rồi và khi chúng ta đọc sang phiên bản tiếng Anh ý, thì chúng ta sẽ cảm thấy nó dễ hiểu vô cùng. Kể cả trình độ tiếng Anh của mình nó cũng vừa vừa, nhưng mà chúng ta đọc, chúng ta cảm giác như mình đã đọc qua rồi, mình đã nghe qua rồi. Thì cái sự nhạy bén thấu hiểu giữa những cái thông tin bằng tiếng Anh nó dễ dàng tiếp nhận hơn. Và bây giờ đây là một thông tin mà mình theo dõi rất là nhiều, bởi vì mình rất là trân trọng những gì mà thầy đang làm. Tuy nhiên, tạm gác những cái thông tin, những cái ý kiến khác nhau, những cái quan điểm khác nhau về tôn giáo ở một bên, chúng ta hãy tập trung chỉ ngôn ngữ trong cái phần này thôi nhá. Và chúng ta hãy thử dịch xem. Cái đầu tiên đó là chúng ta hãy thử tập nói trước. Và sau đấy chúng ta hãy thử dịch bằng tiếng Việt. Thích Minh Tuệ, whose real name is Lê Anh Tú, well known for his barefoot journeys from the south to the north, has voluntarily stopped pilgrimage and alms receiving practices, the Vietnam News Agency reported on Monday. Ông cho rằng, he declared that he is just a citizen learning and practicing the Buddha's teaching. Ông cho rằng ông chỉ là một công dân học tập và thực hành những lời dạy của Đức Phật. Thì hãy xem là bản dịch của họ, họ dịch như thế nào nhé. Bản thân ông Lê Anh Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Tu học theo, hay hơn hẳn ông, tu học theo. Chúng ta hãy ngồi thử dịch ra, thử ngồi viết ra trước tất cả những cái gì mà chúng ta có thể dịch, vận dụng hết tất cả mọi thứ. Và chúng ta chỉ tra mỗi cái từ vựng thôi, chứ đừng có tra nguyên cả một cụm lên Google Translate. Chúng ta chỉ tra từ vựng và cố gắng kết nối những cái câu như thế nào đó để khiến cho mình có một bản dịch hoàn chỉnh, mình nghe được. Và sau khi đấy thì mình sẽ kiểm tra lại với một cái phiên bản chính thống, một phiên bản mà được trau chuốt, chỉn chu, tỉ mẩn hơn.